Thùy Linh chào đón quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phòng Today. Hôm nay sáng thứ tư ngày 20 tháng 12, kính chúc quý vị nghe đài khởi đầu ngày mới với nhiều sức khỏe. Và sau đây là các nội dung tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Welcome Corps, sáng kiến mới của chính quyền tổng thống Biden, mở cửa cơ hội đoàn tụ và bảo lãnh người tị nạn tại Hoa Kỳ. Phó tổng thống Kamala Harris khởi động chuyến vận động quyền tự do của phụ nữ lưỡi không xương, vạn đường lắc léo. Trump nói thị trường chứng khoán phá kỷ lục là do các nhà đầu tư đang dự đoán Trump sẽ chiến thắng 2024. Israel sẵn sàng ngừng bắn một tuần để cứu 40 con tin. Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine. Hơn 150 cái tên có liên quan đến tỷ phú quá cố tài tiếng Jeffrey Epstein dự kiến sẽ được công bố vào tháng tới thấy gì từ quyết định lịch sử? Tòa tối cao Colorado loại ông Trump khỏi bầu cử sơ bộ 2024. Quan tòa ra lệnh cho dân biểu MAGA Scott Perry tiết lộ 1.600 tin nhắn cho các công tố viên liên bang. Khoảng 50.000 người Mỹ đăng ký tham gia lực lượng chống biến đổi khí hậu với chính quyền Biden. Chủ đề bàn luận, bài học từ tệp tài liệu bị mất tích của ông nhà và Trump hét lớn là trò lừa bịp. Bài phân tích của Frank Figliuzzi, ông từng là phó trưởng phản gián tại FBI, nơi ông đã phục vụ 25 năm với tư cách là đặc vụ và chỉ đạo tất cả các cuộc điều tra gián điệp trên toàn chính phủ. Và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, một chương trình tị nạn mới của chính quyền tổng thống Biden được triển khai hôm qua 19 tháng 12, được gọi là Welcome Course. Chương trình sẽ mở ra một hướng đi mới trong việc tái định cư người tị nạn tại Hoa Kỳ. Điểm đặc biệt là chương trình cho phép người dân Mỹ, bao gồm cả công dân và thường trú nhân, trực tiếp đề cử những người tị nạn mà họ muốn bảo lãnh. Điều này không chỉ giúp các gia đình đoàn tụ mà còn khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong các nỗ lực tái định cư. Để trở thành người bảo lãnh, nhóm từ 5 người trở lên cần đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định và hoàn thành kiểm tra lý lịch đây là cơ hội cho nhiều nhóm trong xã hội như thân nhân của người tị nạn các nhóm tôn giáo tổ chức lgbt và cựu chiến binh tham gia và đóng góp không giống như trước đây khi mà việc lựa chọn người tị nạn chủ yếu do liên hiệp quốc và bộ ngoại giao đảm nhiệm chương trình welcome course mở ra một cánh cửa mới tạo điều kiện cho người dân mỹ trực tiếp tham gia vào tiến trình Tổng thống Joe Biden, người đang hướng tới cuộc bầu cử 2024, đã cho thấy quyết tâm của ông trong việc mở rộng cơ hội cho người di cư và những người phải chạy trốn khỏi quê hương của họ vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Mục tiêu của chính quyền là tiếp nhận 10.000 người tị nạn thông qua chương trình bảo lãnh, là một phần trong tổng số 125.000 người tị nạn dự kiến sẽ được chấp nhận trong năm tài chính 2024 theo phó phụ tá ngoại trưởng Sarah Cross nhấn mạnh, người Mỹ muốn giúp đỡ người tị nạn và chương trình bảo lãnh này sẽ làm cho tiến trình này trở nên dễ dàng hơn. Đây là một bước tiến tích cực, khẳng định sự sẵn lòng và khả năng của cộng đồng trong việc hỗ trợ người tị nạn. Từ đầu năm 2023, chương trình Welcome Corps đã bắt đầu hoạt động và đã đón nhận những người tị nạn đầu tiên vào tháng 6. Dù mới chỉ có 85 người nhập cảnh qua chương trình này, con số dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian tới. Điều kiện để tham gia chương trình là người tị nạn phải đăng ký với Liên hiệp quốc trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Lưu ý, người dân từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela cũng có cơ hội tham gia nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn của quy chế tị nạn và đã nộp đơn xin bảo lãnh qua chương trình đặc xá nhân đạo chương trình welcome corps không chỉ là một sáng kiến mới mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân đạo và sự mở cửa của hoa kỳ qua đó chúng ta có thể thấy sự nỗ lực không ngừng của chính quyền ông biden trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho người tị nạn đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ những người cần được bảo vệ trong một động thái gây chú ý Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thực hiện một chuyến đi xuyên quốc gia vào đầu năm 2024 nhằm quảng bá quyền tự do của người phụ nữ trên khắp nước Mỹ. Chuyến đi đấu tranh vì quyền tự do sinh nở sẽ bắt đầu tại Wisconsin vào ngày 22 tháng Giêng, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 51 của án lệ Roe của Tòa tối cao Pháp viện. Quyền tiếp cận phá thai là hợp pháp trên toàn quốc nhưng án lệ Roe đã bị lật đổ vào tháng 6 năm ngoái, cho phép các bang một lần nữa cấm người phụ nữ có quyền tự do quyết định về thai nhi. Sự mất quyền này đã trở thành một vấn đề lớn đối với cử tri trước thêm cuộc bầu cử tổng thống 2024. Các cuộc trưng cầu ý dân quan trọng nhằm duy trì quyền này gần đây đã được thông qua tại Kansas, Kentucky và Ohio những tiểu bang truyền thống thuộc phe bảo thủ, cho thấy việc ngăn chặn chính phủ can thiệp vào chăm sóc sức khỏe sinh nở vượt qua ranh giới đảng phái. 70% người dân Mỹ tin rằng phá thai nên được hợp pháp hóa trong hầu hết hoặc một số trường hợp. Bà Harris phát biểu trong một tuyên bố xin trích. Những người cực đoan trên khắp đất nước chúng ta tiếp tục mở rộng tấn công toàn diện chống lại những quyền tự do đã đấu tranh gian khổ để giành được khi họ thúc đẩy các chính sách cực đoan từ việc cấm phá thai ở tất cả năm mươi bàn và truy tố bác sĩ cho đến việc buộc phụ nữ phải chạy trốn ra khỏi bàn để nhận được sự chăm sóc cần thiết tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì những quyền tự do cơ bản và đoàn kết mọi người trên khắp nước mỹ những người đồng lòng rằng mỗi người phụ nữ nên có quyền tự quyết định về cơ thể mình chứ không phải là chính phủ Chuyến đi của Phó Tổng thống Harris sẽ có các sự kiện nổi bật với những câu chuyện của những người Mỹ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bà cũng sẽ kêu gọi quốc hội khôi phục các biện pháp bảo vệ trên toàn quốc và kêu gọi người tham dự sử dụng tiếng nói của họ và tiếp tục tham gia vào cuộc đấu tranh vì các quyền tự do cơ bản, theo một tuyên bố từ toàn bản ốc. Trước đó, Phó Tổng thống Harris đã thực hiện một chuyến đi tương tự đến các trường đại học vào đầu năm nay với tên gọi đấu tranh vì quyền tự do của chúng ta, nơi bà gặp gỡ và vận động hơn 15.000 sinh viên đại học tại 8 tiểu bang. Thưa quý thính giả, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hoa Kỳ liên tục phá vỡ các kỷ lục dưới thời Tổng thống Joe Biden, ông Trump, người đứng đầu phong trào MAGA, dường như đang có phần lúng túng trong cách tiếp cận tin tức này. Trong một bài phát biểu tại Waterloo, Iowa hôm qua, ông đã dự báo sự sụp đổ sắp xảy ra của thị trường chứng khoán tái khẳng định lời hứa vào năm 2020 rằng việc bầu ông Biden sẽ gây ra một cuộc sụp đổ. Chúng ta sẽ chứng kiến một cú sụp đổ mà bạn chưa từng thấy bởi những gì họ đang làm. Trump nói, nó sẽ rất đáng sợ. Trump buông lời hô dọa thêm. Tuy nhiên, trong cùng bài phát biểu đó, thật kỳ lạ là ông lại tự nhận công lao cho sự bùng nổ của thị trường chứng khoán khẳng định rằng lý do thị trường chứng khoán đang phá kỷ lục là bởi các nhà đầu tư đang dự đoán một chiến thắng cho ông trong cuộc bầu cử năm 2024. Thị trường chứng khoán tốt bởi họ nghĩ Trump sẽ thắng cử. Ông Maga nói, mọi điều tốt đẹp mà họ có ngay bây giờ là những gì chúng tôi để lại. Họ đang sống nhờ vào những gì chúng tôi đã để lại. Trump nói, trong khi người sùng bái bên dưới gật gù đồng ý. Như vậy, theo lời ông Trump, một cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán sắp xảy ra, và đó là lỗi của Tổng thống Biden cùng đảng Dân Chủ. Nhưng nhỏ tiếp cho Trump, cùng lúc đó, thị trường chứng khoán lại đang bùng nổ, và ông xứng đáng nhận công lao cho điều đó. Bài phát biểu của ông tại Waterloo diễn ra cùng ngày với việc chỉ số Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục mới, tăng 251 điểm và đóng cửa ở mức trên 37.500 điểm. Người Việt có câu, lưỡi không xương vạn đường lắc léo. Ông buôn đất có vẻ đã học rất nhanh. Điểm qua một số bản tin về thời sự thế giới đáng chú ý. Israel đã đề xuất với Hamas qua trung gian Qatar một thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày để trao đổi khoảng 40 con tin, bao gồm phụ nữ, người già và những người có vấn đề sức khỏe. Trong khi phía Hamas qua lời của quan chức cấp cao Bassem Naim không chấp nhận đàm phán trong lúc chiến sự tiếp tục nhưng sẵn lòng xem xét các sáng kiến chấm dứt giao tranh và mở cửa biên giới. Ismail Haniyeh, thủ lĩnh của Hamas, dự kiến sẽ dẫn đầu cuộc đàm phán ở Ai Cập, tập trung vào việc ngăn chặn hành động gây hấn và thả tù nhân. Còn thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cử người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad đến châu Âu để thúc đẩy giải cứu con tin, khẳng định rằng việc cứu họ là nhiệm vụ rất quan trọng. Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc họp báo ở thủ đô Kiev hôm 19 tháng 12 đã bác bỏ những nghi ngờ về triển vọng chiến trường của Ukraine cũng như về sự hỗ trợ của các đồng minh, đồng thời nói với các phóng viên rằng đất nước ông sẽ không thua trong cuộc chiến và sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng chỉ theo các điều kiện của mình. Quân đội Ukraine đã không đạt được mục tiêu đề ra trong cuộc phản công hồi mùa hè, nhưng ông Zelensky nhấn mạnh chúng tôi đã tăng cường khả năng phòng không và đạt được những thành tiến quân sự ở biển đen, trong khi nhà không đạt được bất kỳ kết quả nào và hứng chịu thương vong nặng nề. Trong khi đó, ở thủ đô Moscow, cái đó nhăn dặm Ông Vladimir Putin tuyên bố quân đội của ông đang chiếm thế chủ động ở Ukraine và sẵn sàng đáp ứng các mục tiêu mà ông đã phát động. Đáng chú ý, Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev, nhưng Moscow sẽ bảo toàn lợi ích quốc gia trước nhất. Những người hung hăng với Nga ở Ukraine, ở châu Âu và Mỹ, liệu họ có muốn đàm phán không? Hãy cho họ đàm phán, nhưng chúng ta sẽ làm điều đó dựa trên lợi ích quốc gia. Ông Putin nói trong cuộc họp với giới lãnh đạo quốc phòng Nga. Chúng ta sẽ không bỏ những gì thuộc về mình. Ông nói và nói thêm, Nga không có ý định gây chiến với châu Âu. Ông Putin, người đưa quân xâm lăng toàn diện Ukraine, nhiều lần nói sẽ sẵn sàng nói về hòa bình, mặc dù các chuyên gia Tây Phương cho rằng ông này đang chờ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 trước khi thực sự làm điều đó. Trở lại với cuộc họp báo của ông Zelensky ở thủ đô Kiev, khi bị các kiến giả hỏi về thời điểm ông dự kiến cuộc chiến chống Nga sẽ kết thúc, Tổng thống Ukraine trả lời toạt móng heo. Không ai biết câu trả lời, ngay cả những người được kính trọng, các chỉ huy của chúng tôi và các đối tác phương Tây của chúng tôi, những người nói rằng đây là cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm, họ cũng không biết. Ông Zelensky nói thẳng với các phóng viên khi được hỏi liệu ông có dự đoán chiến tranh sẽ kết thúc vào năm mới hay không. Quân đội Kiev hiện đang phải đối mặt với mùa đông thứ hai trong cuộc chiến chống Nga khi giao tranh tàn khốc diễn ra dọc theo mặt trận phía đông và phía nam, dẫn đến tổn thất nặng nề cho cả đôi bên các nhà lãnh đạo Ukraine nhìn thấy một số lý do để hy vọng vào các cuộc đàm phán về việc gia nhập EU. Điều này sẽ kéo đất nước này đến gần hơn với sự hội nhập kinh tế và chính trị với phương Tây và thoát khỏi sự ảnh hưởng của Nga. Cuộc chiến trên biển cũng đã mang lại thành công, ngay cả khi cuộc chiến trên bộ đã bị đình trệ. Triển khai một hạm đội cải tiến gồm các máy bay không người lái phát nổ trên biển và hỏa tiễn hành trình do Anh và Pháp cung cấp. Ukraine đã làm hư hại hoặc đánh chìm hàng chục tàu chiến của Nga và buộc hạm đội biển đen phải di dời một phần khỏi trụ sở ở Sevastopol, Crimea. Bằng cách sử dụng hệ thống phòng không Patriot, Ukraine đã bắn hạ một số loại vũ khí mới tinh vi nhất trong kho vũ khí của Nga, chẳng hạn như tên lửa siêu thanh mà người Nga gọi là Kinzhal, nghĩa là dao cầm. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông nói: Đoàn kết là bí quyết của chúng tôi. Nó sẽ giúp bảo vệ chúng tôi kể từ khi Putin gây chiến tranh. Việc khơi dậy tinh thần đoàn kết nghe có vẻ bình thường. Nhưng phải giữ một số điều bình thường như vậy để có được một sự bình thường đến tột cùng của cuộc sống, ông Zelensky cho hay. Cũng tại cuộc họp báo, ông Zelensky cho biết quân đội muốn huy động thêm 500.000 binh sĩ khi cuộc chiến với Nga sắp bước sang mốc 2 năm và thừa nhận đây là một vấn đề nhạy cảm và tốn kém trong bối cảnh Thượng viện Hoa Kỳ sẽ không biểu quyết về gói viện trợ thêm cho Ukraine và tăng cường an ninh biên giới trước đầu năm sau, theo các lãnh đạo Thượng viện cho biết cùng ngày hôm qua. Các nhà đàm phán của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa vẫn đang tiếp tục thương thảo. Trở lại với Hoa Kỳ, một thẩm phán liên bang New York hôm thứ Hai đã ra lệnh mở niêm phong các tài liệu tòa, trong đó tiết lộ tên tuổi của nhiều người có liên quan đến tỷ phú quá cố tài tiếng Jeffrey Epstein. Phán quyết nói rằng các tài liệu sẽ được công bố vào ngày 1 tháng Giêng, tức là vào tháng tới. Những tài liệu này bắt nguồn từ một vụ kiện đã được giải quyết liên quan đến bạn gái của Epstein, Ghislaine Maxwell, người hiện đang thủ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục và môi giới gái cho tỷ phú tài tiếng này. Epstein chết do tự sát trong phòng giam ở Manhattan trong khi chờ xét xử vì tội buôn bán tình dục của chính mình vào năm 2019. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Loretta Preska cho biết trong phán quyết, Bất kỳ ai phản đối việc trưng tên của họ đều có 14 ngày để kháng cáo quyết định. Danh sách sẽ bao gồm một loạt người được nhắc đến trong vụ kiện phỉ bắn dân sự chống lại Maxwell từ Virginia Zuffrey, người đã cáo buộc Maxwell tuyển cô khi mới 16 tuổi làm nô lệ cho chuyện đó cho Epstein và một số bạn bè của ông này. Trong đó có Hoàng tử Andrew của nước Anh mặc dù hoàng tử Andrew đã bác bỏ các cáo buộc và giải quyết vụ kiện lạm dụng tình dục từ Sư Frey vào năm ngoái. Danh sách dự kiến sẽ tiết lộ thông tin hơn 150 người, có thể bao gồm cả những đồng lõa và nạn nhân của Epstein. Tuy nhiên, thẩm phán resca đã quyết định một số cái tên sẽ tiếp tục được giữ kín hoặc được che mờ, vì việc công bố chúng có thể tiết lộ thông tin dạy cảm liên quan đến một nạn nhân bị thành niên bị lạm dụng tình dục. Người này chưa từng lên tiếng công khai và đã giữ kiến thông tin cá nhân. Danh sách bao gồm ít nhất một nhân vật công chúng, có tên trong sổ địa chỉ của Epstein, nhưng vẫn chưa rõ liệu có bao nhiêu thông tin bom tấn sẽ được hé lộ từ công bố như vậy, bởi thẩm phán presca đã lưu ý trong quyết định rằng mối quan hệ của nhiều người Mối quan hệ của nhiều người trong số này với Epstein và Maxwell đã được truyền thông đưa tin rộng rãi. Những cái tên đó có thể bao gồm ông Donald Trump và ông Bill Clinton cũng như luật sư nổi tiếng Alan Dershowitz. Trong một quyết định có tính lịch sử, tòa tối cao Colorado đã quyết định loại ông Trump ra khỏi danh sách bầu cử sơ bộ năm 2024. Quyết định đã lật ngược phán quyết trước đó của tòa quận Colorado khi xác định rằng ông Trump đã vi phạm điều khoản chống nổi dậy của tu chính án thứ 14 và quy định này áp dụng cho ông như một ứng cử viên tổng thống. Trước đó, một tòa án quận Colorado đã tuyên bố, mặc dù ông Trump có hành vi nổi loạn theo định nghĩa trong Điều 14 của Hiến pháp, ông vẫn được phép góp mặt trong danh sách bầu cử của bang. Cụ thể, tòa án quận đã quyết định rằng điều khoản nổi dậy của tu chính án thứ 14 không áp dụng cho các ứng cử viên tổng thống giống như cách áp dụng cho một cá nhân tranh cử vào hạ biện hoặc thượng biện. Phán quyết này diễn ra sau một phán quyết ở Minnesota, xác định quyền quyết định liệu một cá nhân có bị cấm theo Điều 14 hay không thuộc về Quốc hội, không phải tòa án vụ kiện hiện được đưa ra bởi Crew, một tổ chức cam kết đảm bảo tính minh bạch trong chính phủ. Và hôm qua, Tòa tối cao Colorado đã bác bỏ quyết định của tòa án quận, ủng hộ quan điểm của Crew. Đây là một ý kiến mang tính lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một tòa án đã phát hiện ra rằng một ứng cử viên tổng thống đã vi phạm điều khoản luật nổi loạn và do đó bị cấm xuất hiện trên phiếu bầu của một tiểu bang. Mặc dù ý kiến này có ý nghĩa quan trọng, nhưng nó hầu như chắc chắn không phải là kết thúc của vụ việc Ông Trump dự kiến sẽ kháng cáo phản quyết lên tòa tối cao pháp viện. Nếu tòa án cao nhất quốc gia đồng ý xem xét các nội dung cốt lõi của vụ kiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, tòa này sẽ phân tích và quyết định ý nghĩa thực sự của khoản luật nổi loạn trong Điều 14 mà các nhà sáng lập hiến pháp đã đưa ra họ sẽ xác định xem liệu quy định này có áp dụng cho các ứng cử viên tổng thống hay không. Trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 ở bang Colorado, ông Joe Biden đã đánh bại ông Trump với tỷ lệ phiếu vượt trội, vượt khoảng cách 53,5% số phiếu. Ông Biden giành được khoảng 55,4% số phiếu, trong khi ông Trump nhận được khoảng 41,9%. Nó phản ánh sự chuyển dịch chính trị đáng kể tại Colorado một bang từng được gọi là swing state, bang không chắc chắn, nhưng dần dần trở nên nghiêng về đảng Dân Chủ trong những năm gần đây. Vì vậy, phán quyết ngày hôm qua thực sự không có tác động gì đến môn toán của cử tri đoàn năm 2024, nhưng góp phần làm tăng thêm sự đau khổ của Trump và sáng thực về việc ông Donald Trump thực sự đã kích động một cuộc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ. Trong một quyết định quan trọng vào thứ Ba, thẩm phán liên bang, ông James Bosworth đã yêu cầu dân biểu MAGA Scott Perry phải trưng ra hơn 1.600 email, tin nhắn và các thông tin liên lạc khác cho công tố viên liên bang. Đây là những tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra về hành động của ông Trump cùng các đồng minh. Đây là những tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra về hành động của ông Trump cùng các đồng minh nhằm can thiệp kết quả bầu cử 2020. Thẩm phán Bosberg kết luận rằng, đa số thông tin liên lạc của ông Perry, bao gồm cả những trao đổi với các thành viên quốc hội khác, những người trong chính quyền Trump và các đồng minh ngoài chính phủ, không thể được bảo vệ bởi quyền hiến pháp của một dân cử quốc hội. Ông khẳng định những trao đổi này ít liên quan đến công việc lập pháp của ông Perry và do đó không thuộc phạm vi bảo vệ của điều khoản phát biểu hoặc tranh luận trong hiến pháp. Điều khoản vốn ngăn cấm công tố viên và tòa án can thiệp vào công việc chính thức của quốc hội. Các hồ sơ có thể cung cấp những thông tin quan trọng cho cuộc điều tra của công tố đặc biệt Jack Smith. Một tài liệu tòa vô tình tiết lộ vào tháng trước mà tờ Politico có được, đã hé lộ những chi tiết chính trong các thông điệp mà ông Perry cố gắng giấu giếm khỏi nhóm điều tra của ông Smith, bao gồm các trao đổi với những người được cho là đồng mưu với ông Trump trong nỗ lực phá vỡ tiến trình chuyển giao quyền lực. Các tin nhắn cho thấy vai trò thèn chốt của dân cử Maca Perry như một người trung gian quan trọng cho ông Trump và các đồng minh trong những tuần cuối cùng vốn hỗn loạn của nhiệm kỳ Trump. Luật sư của ông Perry cho biết ông chưa quyết định liệu có kháng cáo phán quyết của thẩm phán Bush hay không. FBI đã thu giữ điện thoại của ông Perry vào tháng 8 năm ngoái trong cuộc điều tra về cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark, một đồng minh Trump trong nỗ lực ngăn chặn chuyển giao quyền lực. Ông Perry chính là người đã giới thiệu ông Jeffrey Clark cho ông Trump trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống và thúc giục Trump đưa Clark lên vị trí quyền lực nhất tại Bộ Tư pháp. Trump suýt chút nữa đã bổ nhiệm Clark làm Bộ trưởng Tư pháp tạm quyền. Một phần của kế hoạch cuối cùng nhằm sử dụng Bộ Tư pháp để gây nghi ngờ về kết quả bầu cử. Nhưng trước các mối đe dọa từ chức hàng loạt của các quan chức DOJ và Tòa Bạch Úc khiến ông 45 lầm phải từ bỏ kế hoạch bổ nhiệm Lệnh của thẩm phán Boseman phần lớn tán thành phán quyết được đưa ra gần một năm trước bởi người tiền nhiệm của ông. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Barrow Howell, người đã phát hiện ra rằng ông Perry được yêu cầu tiến lộ 2055 thông tin liên lạc mà ông đã cố gắng che giấu. Chỉ có khoảng 200 thông tin khác đúng đắn là được bảo vệ khỏi sự tìm kiếm của công tố viên trước đây thẩm phán Howell đã phán quyết rằng nỗ lực không chính thức của ông Perry trong việc điều tra gian lận bầu cử không được bảo vệ bởi điều khoản phát biểu hoặc tranh luận vì ông không được ủy quyền bởi bất kỳ ủy ban hạ viện nào để tiến hành điều tra thẩm phán Howell cũng nhấn mạnh nhiều liên lạc của ông Perry với các thành viên trong chính quyền Trump không thể được che chắn vì ông đã tìm cách gây ảnh hưởng đến nhánh hành pháp và theo đuổi mục đích chính trị hơn là lập pháp trong những trao đổi khác, ông đã cố gắng tác động đến cơ quan lập pháp tiểu bang Pennsylvania. Ông Perry đã kháng cáo phán quyết của thẩm phán Howell vào tháng giêng, và tòa phúc thẩm DC đã nhanh chóng tạm dừng quyết định của bà Howell, xem xét vấn đề này thêm 8 tháng, trước khi đi đến kết luận là bà Howell có quyết định sai hay không. Thay vào đó, tòa đã yêu cầu thẩm phán Bousby, người vào thời điểm đó đã kế nhiệm bà Howell làm chánh án của tòa án quận Washington DC xem xét lại toàn bộ 2055 email mà ông Perry cố gắng bảo vệ và quyết định xem chúng có thể được trưng ra hay không. Cuối cùng, thẩm phán Bursberg đã đồng ý rằng hầu hết các quyết định ban đầu của bà Howell là chính xác. Mặc dù một số liên lạc của ông Perry với các quan chức nhánh hành pháp hoặc đồng minh bên ngoài liên quan đến công việc hợp pháp của ông như một lập pháp viên nhưng phần lớn, theo ông xác định, là các trao đổi phi pháp lý không thể được bảo vệ khỏi các nhà điều tra. Thẩm phán Bosberg cũng cho biết, những tin nhắn mà ông Perry trao đổi về nỗ lực thúc giục Phó Tổng thống Mike Pence giải quyết tranh chấp về phiếu cử tri đoàn là quá xa lạ với nghĩa vụ lập pháp của chính ông Perry để có thể được bảo vệ. Theo Tòa Bạch Ốc, đã có gần 50.000 người Mỹ đăng ký tham gia chương trình lực lượng chống biến đổi khí hậu của chính quyền Tổng thống Biden. Đây là sáng kiến đầu tiên của loại hình này trong cuộc chiến chống lại khủng hoảng khí hậu. Lực lượng chống biến đổi khí hậu Hoa Kỳ được tài trợ thành công thông qua đạo luật giảm lạm phát, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ vào cuộc chiến về biến đổi khí hậu. Chính quyền ông Biden ghi nhận đã có 5 tiểu bang triển khai chương trình lực lượng chống biến đổi khí hậu, bao gồm California, Colorado, Maine, Michigan và Washington. Sau thông báo quan trọng này, Tòa Bạch Ốc đã đưa ra tuyên bố với 5 điểm như sau. Điểm thứ nhất, tháng 9, Tổng thống Biden thông báo về American Climate Corps, một sáng kiến đào tạo nghề và dịch vụ mới nhằm chuẩn bị cho hàng chục ngàn người trẻ cho công việc có lương thưởng cao trong nền kinh tế sạch. Kể từ đó, gần 50.000 người Mỹ đã bày tỏ mong muốn tham gia. Điểm thứ hai, chương trình này là việc thực hiện một lời hứa của Tổng thống để huy động một thế hệ người Mỹ mới, làm việc để bảo tồn và phục hồi đất đai và nguồn nước, tăng cường khả năng phục hồi cộng đồng, triển khai năng lượng sạch, áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy công lý môi trường. Điểm thứ ba, Chính phủ Biden Harris đang làm việc để thiết lập đợt đầu tiên của các thành viên American Climate Corps vào mùa hè 2024 và thông báo một loạt các bước quan trọng để tiếp tục thúc đẩy sáng kiến, bao gồm việc tổ chức các phiên nghe trực tuyến và hợp tác mới giữa bảy cơ quan liên bang để hướng dẫn thực hiện. Điểm thứ tư có thông tin cập nhật về cách thức mà các cộng đồng có thể tận dụng nguồn quỹ đầu tư quan trọng từ chương trình đầu tư vào nước Mỹ của Tổng thống mục tiêu là để mở rộng cơ hội cho giới trẻ phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công lý môi trường, thông qua việc tham gia vào chương trình American Climate Corps. Và điểm cuối cùng, theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc, mặc dù có sự phủ nhận biến đổi khí hậu từ phía Cộng hòa trong Quốc hội, chính quyền Biden-Harris sẽ tiếp tục thực hiện chương trình khí hậu tham vọng nhất trong lịch sử bao gồm đảm bảo người trẻ ở mọi nơi trong đất nước có được những kỹ năng cần thiết để tiếp cận các công việc có lương thưởng cao và cùng giải quyết khủng hoảng khí hậu. Thưa quý vị, chương trình này được thiết kế nhằm mục tiêu hướng đến giới trẻ trên khắp nước Mỹ, và nó đang phát huy hiệu quả. Rosemary Inobaker, quản lý cấp cao tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường cho biết, giới trẻ không ngần ngại đặt câu hỏi. Cơ quan bảo vệ môi trường đang thực sự chú trọng và không ngừng kể lại câu chuyện về cách mà khí hậu ảnh hưởng đến các cộng đồng và vai trò quan trọng của giới trẻ trong tương lai, cho thấy chính quyền ông Biden đang đặt người Mỹ trẻ tuổi lên hàng đầu. Phần cuối chương trình mời quý vị đến với chủ đề bàn luận. Bài học từ tệp tài liệu bị mất tín của nhà và Trump hét lớn, trò lừa bìm. Bài phân tích của Frank Figliuzzi, Ông từng là phó trưởng phản gián tại FBI, nơi ông đã phục vụ 25 năm với tư cách là đặc vụ và chỉ đạo tất cả các cuộc điều tra gián điệp trên toàn chính phủ. Tuần vừa qua, chúng ta được biết từ nhiều nguồn tin đáng tin cậy đã xác nhận với CNN rằng, trong những giờ cuối cùng của nhiệm kỳ Trump, một tệp tài liệu dày 10 inch chứa thông tin tình báo Hoa Kỳ chưa được mã hóa về Nga đã biến mất không dấu vết. Đến nay, người ta vẫn không biết tài liệu cực kỳ nhạy cảm này ở đâu. Cộng đồng tình báo coi việc mất mát này là đáng kể đến mức, một năm sau, các quan chức tình báo cảm thấy cần thiết phải thông báo cho các lãnh đạo của Ủy ban Tình báo Thượng biện về sự cố như vậy. Mã hóa là việc chuyển đổi thông tin hoặc dữ liệu thành một dạng mà chỉ có người có khóa mã hóa thích hợp mới có thể giải mã và hiểu được nếu một tài liệu chưa được mã hóa nghĩa là nó vẫn ở trong dạng có thể đọc và hiểu được mà không cần phải qua bất kỳ quá trình giải mã nào bí ẩn về nơi ẩn náu của tệp tài liệu này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự coi thường an ninh quốc gia nguy hiểm của chính quyền trump và sự thiếu trách nhiệm kéo dài của ông ta trong việc xử lý tài liệu mật vụ bê bối cũng báo hiệu những gì chúng ta có thể được báo trước nếu trump được bầu lại Trump vẫn là mối nguy hiểm hiện hữu đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ vì nhiều lý do, bao gồm cả hồ sơ theo dõi của ông trong việc bảo vệ bí mật của nước Mỹ. Trong thời gian cầm quyền, Trump đã tiết lộ dữ liệu mật cho hai quan chức cấp cao của Nga trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc. Ông đã bỏ ngoài tay những lời cảnh báo không ngừng về việc sử dụng điện thoại cá nhân không an toàn, có thể dễ dàng bị đối thủ nghe lén. Tài tiếng nhất, Trump đã giấu hơn 300 tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi các thành viên và khách mời tham dự đủ loại sự kiện. Giờ đây, thông tin về tệp tài liệu mất tích đã lại xuất hiện, được mô tả là chứa báo cáo mật nguyên bản và không mã hóa thông tin tình báo về Nga, bao gồm các quốc gia này cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 giữa Trump và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton như thế nào. Trump đã ra lệnh giải mật thông tin tình báo được sử dụng để biện minh cho việc FBI mở cuộc điều tra Crossfire Hurricane vào nỗ lực của Nga nhằm giúp Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tệp tài liệu được cho là tiết lộ thông tin tình báo thu thập được từ các cuộc nghe lén theo đạo luật giám sát tình báo nước ngoài và báo cáo do các đồng minh NATO cung cấp. Một số tài liệu có thể không mới, hoặc thậm chí không đặc biệt nhạy cảm, bởi vì một số tài liệu trong tập tài liệu này đã được mã hóa và có thể tìm thấy trên trang web của fbi nhưng một phần đáng kể của nó chưa bao giờ được công bố công khai đó là bởi vì thông tin tình báo nguyên bản không mã hóa hay cũng có thể hiểu là thông tin tình báo ở dạng thô ban đầu chưa được biên tập lại để mã hóa tiến lộ nguồn và phương pháp thường là đơn lẻ được sử dụng để thu thập điều đó có nghĩa là một nguồn tin tình báo do con người hoặc thiết bị kỹ thuật có thể bị phát giác ra nếu thông tin rơi vào tay kẻ xấu gần ba năm sau khi trump rời nhiệm sở chúng ta vẫn chưa chứng kiến ông phải chịu trách nhiệm về việc xử lý sai và sử dụng sai mục đích các tài liệu mật cực kỳ quan trọng đúng là ông đã bị truy tố trong vụ Mar-a-Lago nhưng vụ án này đã bị thẩm phán Alan Cannon người do trump bổ nhiệm trì hoãn nhiều lần Thẩm phán Cannon tuyên bố sẽ phán quyết vào tháng 3 về các động thái mà Trump đã đưa ra nhằm trì hoãn phiên tòa, nhưng chính việc chờ đợi đến tháng 3 cũng làm trì hoãn công lý. Vụ án về tài liệu đã chậm hơn lịch trình khoảng 4 tháng, và Bộ Tư pháp đã cảnh báo thẩm phán Cannon rằng Trump đang nỗ lực trong chiêu trò để trì hoãn việc xử lý trách nhiệm. Nhiều bị cáo khác bị truy tố theo đạo luật gián điệp thường được xét xử trong thời gian ngắn hơn nhiều so với thời gian kéo dài của vụ Mar-a-Lago. Vào thời điểm mà trách nhiệm giải trình là cần thiết nhất thì lại thiếu công lý. Nếu điều đó chưa xảy ra, Bộ Tư pháp nên mở cuộc điều tra về nơi ẩn náu của tài liệu mất tích. Tệp đó không được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm của FBI tại Mar-a-Lago và không có dấu hiệu nào cho thấy việc truy đuổi các tài liệu này đã được đưa vào vụ án đó. Trường hợp mất tập tài liệu cũng là manh mối cho thấy Trump có thể sẽ làm gì với thông tin mật nếu ông được cấp lại quyền truy cập vào tài liệu bí mật. Trump đã ra lệnh giải mật tài liệu trong tệp và chuyển nó đến bản ốc từ một nơi rất an toàn tại CIA, để ông ta có thể sử dụng bí mật quốc gia cho lợi ích cá nhân cụ thể ông ta đã tranh luận trên twitter rằng các tài liệu này liên quan đến tội ác chính trị lớn nhất trong lịch sử hoa kỳ trò lừa bịp nga ám chỉ rằng một số thông tin mật trong đó có thể giúp làm rõ danh tiếng của ông và làm suy yếu cuộc điều tra của fbi không có dấu hiệu nào cho thấy trump sẽ thay đổi cách hành xử trong nhiệm kỳ thứ hai thậm chí ngay cả khi việc đó có nghĩa là hỗ trợ nga để đạt lợi ích cá nhân Đáp lại lệnh giải mật của Trump, một số cộng sự của ông, bao gồm cả cố vấn tòa bàn ốc lúc bấy giờ, Patsy Poland, đã cố gắng làm điều đúng đắn bằng cách tìm sự giúp đỡ của Bộ Tư pháp trong việc giải mật đúng cách các phần nhạy cảm nhất của tệp tài liệu và liên tục cố gắng thuyết phục Trump không phát hành. Nhưng Trump vẫn tiếp tục làm điều sai trái khi thúc đẩy việc giải mật cho đến những giờ cuối cùng tại nhiệm. Mike Meadows lúc bấy giờ là chánh văn phòng của Trump, được cho là đã trực tiếp giao một bản sao có sửa đổi của tệp tài liệu cho Bộ Tư pháp chỉ vài phút trước khi Joe Biden được nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng. Trong lời khai của mình trước Ủy ban đặc biệt Hạ viện và trong hồi ký của cô, Cassidy Hutchinson, lúc đó là một trợ lý của Meadows, cho biết cô đã thấy Meadows cầm tệp tài liệu chưa được mã hóa. Tôi gần như chắc chắn nó đã được ông Meadows mang về nhà Cô nói với ủy ban 6 tháng Giêng, và chính Trump trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4 năm 2021 cho một cuốn sách về nhiệm kỳ tổng thống, đã khẳng định rằng cựu chánh văn phòng của mình vẫn giữ những tài liệu đó. Ông nói Meadows có chúng. George T. luật sư của Meadows, mạnh mẽ phủ nhận những tuyên bố đó. Mark không bao giờ mang bất kỳ bản sao nào của tài liệu đó về nhà. Ông này nói với tờ New York Times, dù tệp tài liệu đó đang ở đâu, nó đang không ở nơi nó nên thuộc về. Nó nên được lưu trữ tại văn khố quốc gia hoặc trở lại các sát của CIA. Càng lâu ngày, các nguồn và phương pháp trong những tài liệu đó càng có khả năng rơi vào tay sai kẻ xấu. Đối với một người từng liên tục chế giễu những cáo buộc đã được chứng minh về nỗ lực của Nga hỗ trợ chiến dịch tranh cử của mình, chẳng khác gì Nga, Nga và Nga Trump luôn tỏ ra kiên quyết giữ cho các cáo buộc như vậy tồn tại. Khi ông tái tranh cử lần thứ ba vào chức vụ tổng thống, báo cáo về tệp tài liệu mất tích nhắc nhở chúng ta rằng phải buộc Trump và đồng minh của ông phải chịu trách nhiệm vì đã làm rò rỉ bí mật của Mỹ và xử lý dữ liệu mật như thể đó là tài sản cá nhân của họ. Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm thấy công lý, và thậm chí có thể cả tệp tài liệu mất tích không có tuần nào trôi qua mà chúng ta không được nhắc nhở về nguy cơ do một nhiệm kỳ trump khác mang lại nếu ông được bầu lại trump sẽ đảm bảo không có những người như pacippolans hay cassidy hutchinson xung quanh để cố gắng giảm thiểu rủi ro hoặc thông báo cho chúng ta biết điều gì đang xảy ra những người như vậy sẽ rất đáng chú ý bởi sự vắng mặt của họ giống hệt như tệp tài liệu đã không cánh mà bay phó trưởng phản gián tại fbi frank figliuzi kết luận và nội dung thời sự mà Thùy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại video sáng nay của ngày 20 tháng 12 trên Ngô Phong Trì Đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Ngô Phong Today. Đây. Cũng xin lưu ý hôm nay sẽ không có video phần hai vì không có tin tức nổi bật khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai.